Rồi. Xin kính chào quý vị các bạn. Thì nhiều anh chị em, bà con cô chú nhờ xin Lê Lan giới thiệu cái nhóm Amacom chính hãng Khe Phái Lào này nha. Đây, đây Amacom chính hãng Khe Phái Lào này các anh cả nhà. Mình là bán Amacom này gần 10 năm rồi, hàng chuẩn chỉ. Đây là hàng thật đó nha, còn lại là hàng giả hết. Đó, hàng đó là hàng chân truyền của ông Amacom. Đây, đây Amacom này, đây Khe Phái Lào này các nha. Hàng là hàng chuẩn chỉ, mình xin hướng dẫn cả nhà mình cách ngâm. Thì một gói như thế này thì ngâm tầm khoảng 10 đến 12 lít cho cả nhà, 10 đến 12 lít đó, 10 đến 12 lít lít rượu, tầm khoảng 35 độ thôi, không nên ngâm ngâm nặng độ. Cái rượu thì mình ngâm đỡ mà mình sử dụng là 10 đến là 12 lít nha cả nhà, không nên ngâm quá đậm hay quá lỏng, trừ trường hợp nếu mà đi tiếp khách thì ngâm mình ngâm lỏng nha cả nhà. Nếu mà mình đi tiếp khách để uống thì ngâm tầm khoảng 20 đến 25 lít là để tiếp khách là uống lỏng đó. Nếu mà có thể các bạn thích ấy, là có thể bỏ thêm một tí đinh lăng vào nữa, bỏ một tí xíu đinh lăng vào là vào cái này nha, nếu thích uống rất là ngon, thơm ngon tròn và đặc biệt là thơm ngon đó. Đó, về giá thành thì cái này là nếu mà giá mình bán là 650 một thang nha cả nhà, 650 một thang cộng với ship. Đây, đây là gói đặc biệt này, còn thang này là thang thường đó. Đó là bộ nhận dạng thương hiệu đó nha, hàng chuẩn chỉ đó. Đây là quý bà con cô bác mà cần Amacom thì liên hệ với mình 0935 029429. Mượn cái livestream này chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.